Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Hôm nay mình cùng làm món chuối nấu canh chua và cá kho nha cả nhà. Cá kho thì kho như kho quẹt á. Còn chuối này thì mình lựa trái chín á, chín vừa thôi, đừng chín quá. Mình lột vỏ và mình cắt miếng vừa ăn như thế này. Mình nấu canh chua thì mình lấy nước là nước chua, mình dùng nước tắc. Tùy theo các bạn thích làm nước như thế nào thôi. Bây giờ mình cắt tắc ra sẵn nha. Rồi sau đó mình sẽ vớt cái phần hạt tắc mình bỏ đi. Mình cắt vừa thôi, mình nhắm sao mà đủ chua được rồi. Bây giờ mình ướp cá kho. Tỏi mình phi xong rồi mình bỏ cá vào mình ướp. Mình chừa mấy con cá lóc để mình nấu canh. Bây giờ mình ướp nè. Đường, bột ngọt, hạt nêm, muối. Sau đó mình cho một ít nước màu để tạo màu. Và xịt thêm một ít tương ớt nữa. Đây là ớt sắc. Tương ớt thì mình dùng tương ớt Chinsu nha. Đảo đều lên cho thấm nè. Mình tương ớt và cái phần nước mắm á, mình sẽ cho vào sau. Mình trộn cho nó đều đi rồi mình hãy bỏ nước mắm vào. Bây giờ mình bắt nước mình nấu canh. Khi bắt nước là mình bỏ cá vào trước luôn nha. Nếu mà mình để cá vào sau thì cá nó sẽ bị sượng. Mình cùng lúc mình vừa nấu canh và mình vừa kho cá luôn, một lúc luôn. Hai bếp hai bên. Cá kho thì mình trở từ từ thôi. Đây nước canh xong rồi nè. Mình sẽ vớt bọt ra. Mình nêm vào một ít muối và một ít bột ngọt. Một ít đường. Khi mà cá chín rồi thì mình vớt cái phần cá ra để cho nó không có nhừ. Rồi mình mới bắt đầu mình nấu canh. Mình cho cái phần chuối vào. Đây, chuối của mình trong nè. Cá kho nó cũng sắp được rồi nè. Mình cho phần chén nước tắc vào. Mình vớt bọt lại một lần nữa. Mình vớt bọt xong rồi mình sẽ bắt đầu nêm nếm. Nếu mà mình thấy chua quá thì mình sẽ thêm vào một tí đường nữa. Mình nêm một tí vậy thôi cho nó vừa ăn là được rồi. Cá kho này mình đã thêm nước rồi nè. Nấu một tí để cho cá nó mềm rồi mình tắt bếp. Canh chua này thì mình bỏ ngò và lá quế á, rau ôm á, những cái phần mà mình nêm canh chua thì mình bỏ vào. Cá kho thì mình cho hành lá vào. Đây, món ăn của mình đã xong rồi đây. Hấp dẫn chưa các bạn? Chúc các bạn thành công với món ăn này. Hẹn gặp lại các bạn vào món